Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Liên Quân Mobile nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy là cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi, let's go, rồi vào game thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm gì đây? Có rất là nhiều bạn bè của mình trong này và chúng ta sẽ chơi trận nhỉ. Số sứ mệnh mừng trở lại. Mình đánh cái gì đây? Đấu hạng hay đấu thường á? Đấu thường à, đấu hạng đấy. Ở đấu hạng thì không biết là mình nên chơi con gì. Không biết là mình tôi nên chơi con gì à. Superman. À, mình sẽ chơi Joker anh em ạ. Được được được. Hơi bị ok luôn. Joker. Lâu lắm rồi không chơi Joker rồi. Joker ngày xưa mình mua con Joker mình khá thích à, mình mua cả Superman luôn anh em ạ. Joker đâu? Joker đâu rồi? Joker của tôi đâu rồi? Tôi không thấy Joker đâu kìa. Ờ? Ừ? Có Batman này anh em, mình có cả Batman luôn này. Joker là con nào? Tôi không thấy nhỉ? Tướng này. Ok. Nick này không có Joker à? Có Omen ạ. À. Có Omen, có Lữ Bố. Ừ. Ok. Tôi sẽ chọn Lữ Bố đây. Được anh em ạ. À. Lữ Bố đây, được ạ. Lữ Bố đây. Lữ Bố, lâu lắm không chơi Lữ Bố rồi anh em ơi. Lữ Bố không biết là cái bộ skill kiểu gì. Cái bảng ngọc cái các thứ không biết là sẽ như nào. Ô bên mình có Hắc kiếm sĩ này, Kirito này. Bên này xong có bên này có tiệm bãi biển Lữ Bố ạ. Sao mình vẫn có cái thời trang này từ bao giờ vậy? John ạ, theo Anna, Jin, Hoa hậu Illumia. Kiếm sĩ Kirito ở trong đây là skin ở trong anime mà anh em. Slim, Tachi, Zil, Jonas, bậc SS. Đây là skin bậc SS tiệm bãi biển à, đẹp hết nhỉ. Dung Nham, Zil, Yuka, hỏi chấm chấm chấm. Ok, cái bậc skin này có liên quan gì không? Chắc là cái bậc skin này là skin hiếm hay là như thế nào đấy, có thể lắm anh em ạ. Dịch chuyển rồi anh em ơi, tên bộ trang bị à. Rồi cứ đánh đi anh em ơi, không cần phải ấy. Chiêu ok anh em. Lữ Bố phóng ra xung kích bằng vũ khí à, gây sát thương và làm chậm 50% tốc chạy của kẻ địch à. Chúng chiêu ạ. Chúng tướng sẽ dừng lại, bố lướt đi tới người gây ra sát thương. Má nó trâu á. Tí giết được không anh em ơi? Đèn thế nhờ. Mình nhảy xịt anh em ạ. Nó kiểu nó trêu đùa với mình ấy, khá là khó chịu luôn, thật sự là khá là khó chịu, nó trêu đùa với chúng ta anh em ạ. Mình sẽ vuốt được 3 lần ha. Quả cầm quả thương trông đẹp thật thật sự luôn anh em ạ. Nhờ mình cần phải hướng cái điểm di chuyển nó chuẩn hơn ha. Theo mình nghĩ là thế. Úi dồi ôi, Jonas. Con kia khỏe lắm anh em ạ, như kiểu con voi ấy. Trâu vãi cả lều à. Làm gì? What the hợi. Ok anh em, tôi cũng không chưa đánh được. Đánh không đánh được. Đợi tí, con Lữ Bố này khá khỏe đấy. Chẳng lẽ mình có thể làm. Ôi, nhưng mà mình bên mình 4-0 rồi.
Sao có cái gì mình ăn cái đấy vậy? Phải chấm luôn. Cái con voi khó đánh lắm nhá. Cái gì vậy? Có trúng nhỉ? Không không rõ là có trúng hay không đâu. Ok, chuyến luôn. Vớ va vớ vẩn. Đánh thế nào được tôi? Ok anh em, hay quá. Lữ bố có khác nhỉ? Yeah. Chắc trận này tôi sẽ kết thúc nhanh thôi. Trận này mình sẽ kết thúc thật nhanh thôi. Để vào sang trận khác chứ, đúng không? Tỷ số đã là 7-1 rồi, không biết thằng nào chết à. Lữ bố khỏe quá anh em. Trâu thật sự luôn. Ok, hay. Rồi mình sẽ vào rừng để mình ăn cái bãi này đi á. Lữ bố. Chiêu lướt khỏe phết anh em à. Nhờ, nhưng mà cái chiêu ấy xịt hay sao nhỉ? Mình vừa ấy xịt rồi sao đúng không? Ăn bãi rừng cái. Ôi giời. Nếu mà bổ trúng kẻ địch thì chúng ta sẽ gây ra choáng anh em nhá. Trận này dễ rồi. Đấu hạng mà cái này thì dễ quá nhờ. Và mình nghĩ đây là máy thôi. Nếu mà là người thì nó sẽ khác ấy. Nó sẽ không như thế này đâu. Ok anh em. Rồi ôi, xịt rồi, chém xịt rồi. Rồi anh em ơi, cái này sẽ lên áo choàng là tăng thêm máu cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm kiểu tăng cơ. Bình tĩnh thôi, không có gì phải vội đâu. Rồi xịt rồi. Mình vẫn chưa quen lắm anh em ạ. Cho vẫn chưa quen cách nhảy của con lữ bố này lắm à. Nên nhảy nó khá là bựa. Đàm rất lớn. Phá nha. Chúng ta không có mana luôn. Đấy, nếu mà ta trúng người thì nó mới chưa ăn con này à. Ôi trời, lại hướng nhầm hướng không? Kìa. Đang gồng sức mạnh lên anh em ơi. Hay. Choáng. Ôi nó đầy hồi đầy máu rồi anh em ạ. Con này lại hồi đầy máu rồi. Đấy, chém còn xịt đấy. Khó trúng phết anh em ạ. Hay là con này nó không bị choáng nhỉ? Tôi đoán là con này là không bị choáng à. Kiếm tí rừng cái nhỉ. Xuyên công vật lý này. Chúng ta sẽ tăng thêm một tí công nữa là đẹp. Đây là máy rồi. Chắc cú là máy luôn rồi. Thì không thể nào mà người mà dễ thế được. Anh em qua xem đánh nhau với trận người ấy. Nó khó vãi cả lều luôn. Cái hồi máu cái không đi đánh nhau nhỉ. Rồi. Ôi chưa. Hồi năng lượng hồi máu luôn. Mình chẳng cần phải về luôn anh em.
Trời ơi, có hai con đây anh em ơi. Chuẩn bị lên kill nó. Giải khống. Cái này là giải khống chế à? Chúng ta cứ lên đa vật lý đã. Kinh hết luôn anh em ạ. Ảo ma thật sự luôn. Chúng ta sẽ móc lốp ở phía sau rồi đánh nhau với cái thằng ở dưới này. Con kia nó đam to thế nhờ. Nó bắn bắt chết luôn cả con đấy hả? Ghi gớm thật sự luôn. Kirito. Kirito. Cái chiêu lướt lướt đấy nhìn thấy khá giống Zuka ha. Đeo đeo đeo. Kinh thật sự luôn. Yes, cố gắng giết được mạng chứ nhờ. Giết được mạng là ngon rồi. Thằng Kirito chém liên hoàn luôn, hay thật đấy. Có tiền thì mình cũng sẽ mua nhân vật đấy mình thử trải nghiệm xem như thế nào. Đánh thẳng vào nhà. Ảo nhỉ. Đánh thẳng vào nhà luôn. Như kiểu là muốn đánh thắng nhanh ấy. Kiểu dạng như vậy. Mình hiện tại mình cũng khá là trâu anh em ạ. Phi đầu rồng, chiêu 2 là phi đầu rồng. Ok, 6 người nữa sẽ hồi à. Tốt, nice. Chạy đâu? Hey, good 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 good. Thắng rồi, xong. Ôi, đánh máy rồi. Mình đảm bảo cho này đánh máy anh em ạ. Rồi, và lâu lắm mình không đánh con lữ bố thì đánh cũng thấy ổn, khá khỏe. Và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.